Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em. Nay lên cho anh em xem cái siêu phẩm đầu Kawasaki DH43. Này thì bán rồi anh em ơi. Chiều hôm qua có lên clip, có một anh trai đã chốt mà không ngần ngại luôn anh em. Vô đọc giá cái chốt ngay. DH43 ha, Kawasaki. Này thì hôm qua cái dàn áo nó hơi bạc màu nè. Thì anh trai bảo thì cũng ráng bỏ một chút thời gian ra để mà làm đẹp lại cái mã bên ngoài ha. Mã bên ngoài thì nó hơi bị úa màu quá, nó hơi xuống màu. Thì có làm qua và có bóng lên một xíu đó, chỉ có bóng sơ qua thôi nha đó, để cho nó giữ lại cái màu zin của nó nhé. Này là hoàn toàn zin nguyên bản hết luôn anh em. Đây, anh em nhìn nè, con này đã rửa ra và sạch sẽ hết rồi. Nói chung là đẹp không còn gì để diễn tả luôn anh em. Anh em nhìn nè, rất là đẹp. Bồ biết rồi, nói chung là sáng bóng luôn ha. Thì ngay phần áo gió nè, nó có hơi bị mẻ một cái miếng áo gió ngay đây thôi. Còn lại là đẹp hết. Zin. Bình xăng con các thứ đều zin hết luôn, zin nguyên bản. Rồi con này thì em đã có lắp cái bố vào ha, lắp cái bố vào, cái chuông vào nè, để thử test nổ cho anh em cùng xem. Rồi ok, thì anh chủ máy này cũng đã chốt cọc và cho địa chỉ. Thì anh chủ máy này cũng có một yêu cầu, thì lên clip thì làm nổ xong quay lên clip cho anh trai xem, rồi cũng như là để lưu lại làm cái kỷ niệm luôn đó. Thì sẵn quay cái clip này luôn, anh em nào cần cái dòng này nè thì cứ liên hệ cho em ha. Giá của nó rất là cao nhé, giá của nó thì tầm khoảng 3,8 đến 4 triệu một cái đầu này nha anh em. Rồi ok, không chờ đợi lâu nữa thì bây giờ cũng test máy và có cái tiếng nổ đó, cũng nghe cái tiếng nổ luôn, anh trai nghe được cái tiếng nổ luôn ha. Rồi sau đó thì vào thùng gửi máy cho anh trai. Ok. Rồi thì cái máy này nha anh trai ơi, cái dây công tắc ở đây nè, về anh đấu vào cần ha, rồi anh sẽ bắt cái dây công tắc sau ha. Đó, hiện tại thì chưa có công tắc máy. Thì anh về em sẽ bỏ một công tắc về anh đấu cái công tắc giúp em ha. Rồi bây giờ máy thì em sẽ giật nổ máy. Nổ máy thì để mình nghe cái tiếng máy ha anh em. Rồi con máy này rồi, chuẩn bị ngợp xăng hay gì rồi. Nói vừa rồi xăng nó qua nhiều quá anh em, nó bị ướt cái bô ri. Mở cái bô ri ra lau khô lại. Giờ test nổ lại nha. Rồi, ok, anh em cùng nghe cái tiếng máy và cảm nhận nha. Nổ em luôn nha. Còn gì đã được máy đi. Được em.
Rồi, ok. Kiểm tra lại phần bông chân nữa. Tại vì lâu lâu xăng sẽ bị nghẹt bụi. Xăng thì lên do là mà xăng nó quay hơi dẫn đi thì mình hơi đau. Hơi khó nổ. Rồi, cảm ơn anh em đã hết theo dõi ha. Anh em nào thấy thấy đẹp, anh em thì chia sẻ đăng ký video. Rồi, bye anh em.